bạn trẻ, bạn có hiểu được nỗi đau của một ông chủ hay không? Bạn hiểu được cái khó khăn của một người điều hành hay không? Sếp Sơn không đánh đèn vàng thì bạn cũng nên bật đèn đỏ cho sếp Sơn. Phải chăng chính các cuộc thi Hoa hậu ngày càng thành công và ngày càng thu hút được nhiều truyền thông đang tạo ra một thế hệ trẻ chỉ biết ăn diện ở bên ngoài mà không chú ý tới nội hàm bên trong? Thực ra mà nói là câu hỏi của sếp Tiến cho em là hơi bị bánh khoai. Em nghĩ sao nếu anh nói là yêu cầu tối thiểu chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông thôi là đã được thi Hoa hậu rồi? Vậy thì phải chăng cái sự thành công của những cô gái tham gia cuộc thi Hoa hậu sẽ khiến cho rất nhiều các cô gái trẻ khác không muốn tiếp tục đi học đại học mà chỉ cần chú tâm vào việc làm đẹp cho vẻ đẹp bên ngoài, sau đó hy vọng đổi đời bằng cách tham gia các cuộc thi Hoa hậu? Các bạn đậu Hoa hậu sau đó thì sẽ nhanh chóng kiếm được cái thu nhập nhiều hơn rất là nhiều so với những bạn mà đôi khi học đại học xong ra trường đôi khi chật vật làm lương tháng 10 triệu, 15 triệu, không bằng một chớp của Hoa hậu. Vậy thì phải chăng chính các cuộc thi Hoa hậu ngày càng thành công và ngày càng thu hút được nhiều truyền thông đang tạo ra một thế hệ trẻ chỉ biết ăn diện ở bên ngoài mà không chú ý tới nội hàm bên trong? Mới những năm gần đây các cuộc thi sắc đẹp nổi lên, em đang cảm thấy là đang hạ dần tiêu chuẩn khi mà không để cái yếu tố tốt nghiệp đại học lên trên. Tuy nhiên là em nghĩ rằng với mỗi cá nhân nên tự có nhận thức cho bản thân mình. Giống như một cái câu slogan của một cái hãng khá là nổi tiếng, đấy là cuộc sống cạnh tranh, ai nhanh mạnh nhất. Thì mỗi chúng ta cũng nên tự chọn lọc cho bản thân mình những cái giá trị nào nên phát triển, những người đẹp nào mà được khán giả cũng như là công chúng yêu mến, giữ được cái nhiệt lâu dài thì đều là những người đẹp có giá trị cả về mặt tri thức lẫn ngoại hình. Vì thế mà nếu những bạn trẻ nào chỉ theo dõi bề nổi thì chắc chắn sớm bị đào thải thôi. Còn khi mà đã thực sự đặt mục tiêu là tham gia chương trình sắc đẹp để lan tỏa giá trị, để phát triển bản thân, thì các bạn ấy sẽ phải đặt mục tiêu cho chính bản thân mình là phát triển từ giá trị cốt lõi tri thức bên trong và học tập những người đẹp nào mà có đầy đủ cả hai mặt về tri thức lẫn vẻ bề ngoài để phát triển mình, hướng tới một cuộc thi mà đẹp toàn diện chứ không chỉ là một cuộc thi đẹp bình thường ạ. Thực ra mà nói là câu hỏi của sếp Tiến cho em là hơi bị bánh khoai với độ tuổi 23 tuổi của em. Thì anh có một câu hỏi nó gần hơn với cái chuyên ngành của em, với vị trí sáng tạo nội dung. Em thấy rõ là cái tình trạng mà các cuộc thi hoa hậu bây giờ gần như là bội thực rồi. Rất nhiều các cuộc thi hoa hậu không mang đủ cái giá trị gì về cho xã hội. Thì với tư cách là một người làm nội dung, em sẽ phải làm gì để những cái cuộc thi hoa hậu nó đi đúng cái bản chất của nó để tạo giá trị cho cộng đồng? Ngay từ khi xây dựng một chương trình, em sẽ mong muốn chương trình đó có một cái định hướng rõ ràng. Chúng ta nhắm đến mục tiêu lan tỏa điều gì và chúng ta sẽ hướng tới cái việc là chia sẻ và đóng góp điều gì cho xã hội để định hướng chương trình đó rõ hơn. Lấy ví dụ cụ thể, khi một chương trình sắc đẹp đề ra và chúng ta mong muốn đề cập đến lĩnh vực giáo dục, bắt đầu từ thông điệp, chúng ta phải đánh vào yếu tố giáo dục đầu tiên, tiếp tục chọn đến đối tượng mục tiêu là chúng ta giáo dục thế hệ trẻ hay là giáo dục cho lứa tuổi như nào. Sau đó đến các hành động thực thi, các cái hoạt động của Hoa hậu sẽ hướng tới đối tượng là gì ạ? À, trường học, trung tâm và vùng sâu vùng xa nơi có các trẻ em cần phải tiếp cận đến giáo dục. Tôi đang cần một vị trí rất rõ ràng trong cái yêu cầu công việc. Đó là một vị trí content creative và chuyên chỉ ngồi làm đúng một việc thôi. Đó là sản xuất các video đánh vào nỗi đau của một người làm lãnh đạo. Lý do gì để họ phải cần trợ lực bên ngoài để tái cấu trúc, cần những công cụ công nghệ để giúp họ giải quyết vấn đề? Tôi đánh giá cao khả năng và tư duy của bạn, nhưng tôi lo lắng nhất là liệu rằng bạn có hợp với cái phân khúc này hay không. Vì bạn trẻ, bạn có hiểu được nỗi đau của một ông chủ hay không? Bạn hiểu được cái khó khăn của một người điều hành hay không? Để rồi bạn thiết kế được một TVC, một cái nội dung video viral. Thì điều tôi lăn tăn đánh đèn vàng có nghĩa là năng lực thì tôi tin. Nhưng mà tôi còn lo một điều cuối cùng thôi là liệu rằng bạn có hợp với cái đối tượng khách hàng đó không? Bạn có thể tìm được insight của họ? Qua những gì mà sếp Sơn chia sẻ thì sếp Sơn không đánh đèn vàng thì bạn cũng nên bật đèn đỏ cho sếp Sơn. Thực ra là từ nãy giờ đây là cái bánh khoai to nhất. Đúng. Tôi cứ tưởng là các sếp khác là mỗi người chỉ mang theo một củ khoai thôi, còn sếp Sơn là một vườn khoai. Một vườn khoai. Một vườn khoai. Nào, xin mời em. Vâng, với đề bài của sếp thì chắc chắn là một thách thức lớn với em, bởi vì muốn hiểu được nỗi đau của họ thì em phải có đủ thời gian tiếp xúc với họ để biết được nỗi đau của họ. Với thời điểm hiện tại thì chắc là em cần nhiều thời gian để được tiếp xúc với họ hơn. Nếu em có cơ hội đến với sếp thì em cũng cần có thời gian để tiếp xúc đủ, hiểu được là nỗi đau của những cái người lãnh đạo thì nó như thế nào. Còn nếu sếp mong muốn một người về và làm việc luôn, làm việc ngay thì em rất tiếc, em chưa phù hợp ạ. Vâng, một câu trả lời
rất thẳng thắn, đúng không ạ? Em nghĩ sao nếu hôm nay anh chọn em nhưng mà nó sẽ là một cái điều rất là rủi ro. Sau 2 tháng nếu như năng lực em không đáp ứng đủ yêu cầu của anh thì anh sẽ không tiếp tục làm việc với em nữa. Thì điều đó có khiến cho em lo sợ? Dạ không, em thấy đấy là một điều tất yếu. Bất cứ doanh nghiệp nào cũng sẽ cho các ứng viên 2 tháng thử việc. Nếu không ổn thì chúng ta chia tay. Em thấy đây là một điều tất yếu cần phải có. Ok. Vâng, màu xanh. Cẩn thận, không ai bằng sếp Hữu Tiến. Nhưng hôm nay sếp Hữu Tiến sẽ phải đấu với 4 sếp còn lại. Chúng tôi xin được chúc mừng ứng viên. Chúng ta đã có 5 đèn xanh. Thưa quý vị, xin được chúc mừng.